cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Luận Đàm Thời Sự trong tuần này. Hôm nay ngoài hai vị diễn giả bình thường là anh Võ Nguyễn Duy Khôi và tiến sĩ Đinh Xuân Quân, chúng tôi còn có một vị khách đặc biệt từ Pháp sang, đó là chị Ca Dao. Chị là phó chủ tịch và đại diện cho Tổ chức Lao động Việt, một tổ chức tranh đấu cho quyền lợi những người công nhân tại Việt Nam. Nhân ngày hôm nay và trong tuần này, nhân dịp có chị Ca Dao ở đây, chúng tôi mới mời chị tham gia và để thảo luận về cái tình trạng của những người lao động Việt Nam, cũng như là cái tương lai của phong trào cái việc mà thành lập nghiệp đoàn tự do tại Việt Nam. Lúc nãy chị có nói về, chúng ta có nói sơ về cái tương lai của TPP nếu mà không có Hoa Kỳ thì chỉ còn lại 11 nước, nên gọi tắt là TPP 11. Theo chú Quân thì những quyền lao động nó còn nằm đó. Chú thấy hai cái nó khác nhau ở chỗ này. Đó là cái đầu tiên, cái sự hiểu biết đối với người một nước xã hội chủ nghĩa đó, khi họ nghe tới công đoàn hay họ nghiệp đoàn đó, là họ nghe tới chính trị, họ sợ đó là tổ chức chính trị để phá chính quyền. Và cũng không phải là vô hoàn toàn không có lý, không ạ? Vì đã có những tổ chức nghiệp đoàn. Hai cái tùy cái cách mình nhìn. Cái thứ hai, tại Mỹ, các nước tự do đó thì cái vấn đề một phần là vấn đề họ bảo vệ người công nhân trước hết. Cái vấn đề là quyền lợi của người công nhân. Người công nhân bao giờ cũng bị ép nhiều hơn là cái khác. Do đó là cái luật lệ của các nước mà tương đối cởi mở đó thì họ bảo vệ cái người công nhân. Thì TPP là cái gì? TPP là muốn làm sao hai bên cạnh tranh một cách bình đẳng. Mà cạnh tranh bình đẳng đó thì là họ cũng muốn người công nhân, ví dụ người công nhân ở bên New Zealand hay người công nhân bên Nhật Bản được bảo vệ bảo hiểm sức khỏe này kia, thì họ cũng muốn cái người công nhân ở Việt Nam hay tại Mã Lai cũng được như vậy, để khi họ có cạnh tranh nó cạnh tranh công bằng. Cái chuyện đó là cái quan trọng nhất là cái đó. Nhưng mà đối với Việt Nam đó thì là họ chỉ muốn êm thôi, để tăng trưởng 6-8%, chứ không có phải là họ muốn lo cho công nhân. Thì vì vậy đó tôi mới nhắc đi nhắc lại là đó là một cái chuyện mắc cỡ là xã hội chủ nghĩa gì mà nói miệng thôi, nhưng mà thật ra là đi làm ngược lại hết, mà bóc lột công nhân còn nhiều hơn cái khác nữa, vì cái vấn đề là gọi là độc quyền. Thì tôi thấy là Lao Động Việt họ làm cái gì, họ muốn cái gì, tất cả mọi người đều muốn cho làm sao công nhân được bảo vệ về sức khỏe, được bảo vệ về an toàn thực phẩm, được bảo vệ sức khỏe về an toàn khi họ làm việc, đúng không? Thành ra có những cái tiêu chuẩn Việt Nam được, những công nhân Việt Nam sẽ được những cái tiêu chuẩn bảo vệ của quốc tế, chứ không phải là cái tiêu chuẩn bảo vệ cái là theo kiểu mà ở Việt Nam. Thành ra ở đây đó có 11 nước hay là có một cái hiệp ước song phương, đều cái chuyện đó đều phải làm hết. Mình phải nhớ là trong TPP thì nó có một cái ký kết riêng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nghĩa là Việt Nam có 7 năm để tổ chức cái vấn đề nghiệp đoàn và tổ chức bầu cử nghiệp đoàn trong các xí nghiệp, nghiệp đoàn tự do đó, chứ không phải là nghiệp đoàn quốc dân. Đó. Thành ra có thể là phải cạnh tranh với cái công đoàn quốc doanh của Việt Nam nữa. Mà nếu mà có bầu cử đó, mà bầu cử một cách như là tự do mà kín, bỏ phiếu kín để cho mọi người lao động có thể tham gia một cách rõ ràng và bảo vệ quyền lợi của họ. Thì ở đây đó, cứ nhớ lại TPP là bảo vệ quyền lợi cho người công nhân, chứ không phải để làm chính trị. Nói chung đó là mình nói về kinh tế nhiều hơn, lo về kinh tế. Thành đó, để cho quý thính giả hiểu cái vấn đề nghĩa là của chị Ca Dao làm đó, những cái chuyện bảo vệ cho quyền lợi của người công nhân Việt Nam, mà có 11 nước hay là có gọi là song phương với Hoa Kỳ. Song phương với Hoa Kỳ thế nào cái chuyện đó cũng phải làm, tại vì đã ký rồi. Mà nhiều khi họ còn siết chặt hơn nữa với ông Trung đó, không biết là họ có thể siết chặt nhiều hơn hay là với 11 nước của TPP. Thì tôi thấy cái chuyện đó là một cái chuyện dĩ nhiên phải làm. Chúng ta sống ở thế kỷ 21, không có thể nào trở về cái gọi là cái tình trạng của thế kỷ 18 về lao động được.
Theo anh nghĩ là trong cái sau này Mỹ với Việt Nam sẽ ký một cái hiệp ước song phương, thì trong đó cái vấn đề lao động, nhất là cái vấn đề nghiệp đoàn độc lập, có được đặt ra trong cái hiệp ước song thương đó hay không ạ? Tôi thì tôi thấy là nếu mà tôi là kinh tế gia thì tôi nói là cái Hoa Kỳ họ muốn gì? Là cạnh tranh một cách công bằng. Nếu mà người Hoa Kỳ họ được cái bảo vệ về gọi là bảo hiểm y tế hay là bảo hiểm xã hội thì phía Việt Nam cũng phải được như vậy. Mà muốn thực hiện cái đó thì phải có một cái nghiệp đoàn tự do, thì có cái nghiệp đoàn đó, thành ra lúc đó thì họ mới bảo vệ quyền công nhân được, từng xí nghiệp một, chứ đâu có phải là cái gì khác hết. Thành ra do đó tôi nghĩ nếu mà có, theo chị hỏi đó, nếu mà có một cái vấn đề song phương đó, thì cái vấn đề đó tôi sợ là đối với chính quyền Trump họ còn đòi hỏi nhiều hơn là dưới chính quyền Obama. Đó, đòi hỏi về cái vấn đề mà thực thi vấn đề lao động còn mạnh hơn. Vì sao? Họ muốn cạnh tranh công bằng. Bây giờ ông Trump cái miệng ông mở ra ông nói là cạnh tranh không công bằng. Muốn công bằng đó thì hai bên phải được bảo vệ như nhau, thì lúc đó hai bên cạnh tranh mới được. Họ cứ nói là Việt Nam cướp nghĩa là việc làm của người Mỹ. Tại sao? Là tại Việt Nam rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà có cộng vô bảo hiểm y tế, bảo hiểm thì tương đối là cạnh tranh công bằng hơn. Thì tôi nghĩ là ngược lại, tôi nghĩ ngược với chị là nếu mà có một cái hiệp định song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về buôn bán tự do đó, thì cái đó nó còn mạnh hơn là TPP dưới thời ông Obama. Tại dưới thời ông Obama thì họ muốn cái đó cho 12 nước. Và 12 nước thì nghĩa là họ chỉ nói chung chung, không có thể làm, và cho họ cho cái thời gian rất là dài, có 7 năm để thực hiện cái nghiệp đoàn tự do. Thành ra ở đó, ngược lại với chị, tôi thấy là nếu mà dưới thời ông Trump đó, thì nó cái chuyện nó còn mạnh hơn. Tức là mình có quyền hy vọng nhiều hơn. Tôi nghĩ là có hy vọng. Nếu mà Việt Nam muốn thành công, muốn ra khỏi cái bàn tay của Trung Quốc đó, tại sao mà TPP là vì vậy? Vì họ không muốn theo cái model của Trung Quốc làm việc đó. Thì cái vấn đề mà công nhân được bảo vệ là một cái anh vừa tốt. Mới nhắc đến Trung Quốc vậy. Thì xin hỏi anh thêm một điều là đó, để mà cạnh tranh với cái TPP đó thì Trung Quốc nó lập ra cái RCEP, RCEP để là cũng như một loại TPP mà không có Mỹ, thì liệu rằng là nếu mà Việt Nam không tham gia cái TPP 11 nước thì Việt Nam có tham gia cái RCEP đó không anh? Đằng nào Việt Nam cũng đã ở trong bàn trong cái chuyện RCEP từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ mới nói. Nhưng mà có vô hay không là một chuyện khác, đó là một. Cái thứ hai đó, Việt Nam vô đó thì được lợi cái gì? Vấn đề là hiện giờ Việt Nam, đối với Việt Nam và đối với Malaysia là hai nước mà xuất khẩu qua bên Mỹ nhiều nhất. Do đó là có lợi nhiều hơn là làm việc khi có Mỹ hay là khi có... đó. Thì đó là cái chuyện quan trọng, đó là một. Cái thứ hai nữa là nếu mà theo tiêu chuẩn của Trung Quốc đó, Việt Nam chúng ta có muốn là dân chết gì, nghĩa là ô nhiễm môi trường vì vấn đề là cũng như là ở tại miền Trung hay sao? Mình có muốn như vậy không? Hay là mình muốn các cái thế hệ tương lai của chúng ta nghĩa là sống một cách khỏe mạnh, một cách đàng hoàng, còn hay là bị đau ốm hay là bị ô nhiễm? Cái chuyện đó là ai cũng thấy hết. Ai cũng thấy là vấn đề mà quý vị cũng thấy là khi làm việc với Trung Quốc là lúc nào họ cũng lấy thịt đèo người. Tôi dùng cái chữ cho để cho người ta hiểu nhiều hơn. Lúc nào nó cũng bắt buộc của mình hết. Thành ra do đó tôi thấy là có RCEP hay là có TPP thì người nào họ muốn. Tại sao họ làm 12 nước? Là tại vì họ không muốn theo RCEP chứ không có gì hết. Nếu mà họ không có đường nào khác thì là một chuyện khác. Nhưng mà ở đây bị vậy mà Việt Nam cố gắng rất là nhiều để có một cái thương thuyết song phương với Mỹ và vẫn tiếp tục làm việc với Nhật Bản và các nước 11 nước kia để có một cái gọi là một cái hiệp ước. Thì ở đây mình cũng phải nói Việt Nam dù muốn dù không họ cũng muốn khá hơn là Trung Quốc, chứ không phải là theo cái model của Trung Quốc. Nếu mà họ tách
thoát ra được Trung Quốc thì là càng tốt. Tôi thì tôi thấy là như vậy. Nếu tôi thì kinh tế thì tôi nhìn một cái có hơi có thể là đặc biệt hơn, nhưng mà nó ở chỗ đó nó như vậy. Và chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này sau phần thông tin thương mại. Xin quý thính giả tiếp tục đón xem.